Ngọc Trang kính chào quý vị. Rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn chúng tôi để theo dõi tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thay đổi chu kỳ kiểm định ô tô. Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu trong tháng 4. Nữ tiến sĩ Việt chế tạo vật liệu mới làm lành vết thương và xương khớp. Nhiều cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh nghi bán sữa và rượu giả. Tàu chở 800 tấn vật liệu xây dựng bị chìm ở vùng biển Phú Quý. Dự án ngăn chiều 10.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ ra sao? Thêm 2 người bị khởi tố trong vụ thổi giá thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh. F88 bị khám xét, lộ lãi suất thực của chuỗi cho vay cầm đồ lớn nhất Việt Nam. Hà Nội, nạn chặt chém giá gửi xe khu vực bệnh viện ca Tân Triều. Bắc Bộ chuyển mưa lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng khô. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo VN Express, sáng ngày 11 tháng 3, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về chu kỳ đăng kiểm xe theo thời gian hay km. Theo Bộ trưởng Thắng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần đề xuất nội dung sửa đổi chu kỳ kiểm định xe trong thông tư 16/2021, cùng với đó là quy định miễn kiểm định lần đầu đối với phương tiện mới sản xuất. Hiện chu kỳ kiểm định được tính theo số tháng hoạt động của phương tiện, xe kinh doanh vận tải chu kỳ ngắn hơn xe gia đình. Ngoài thông tư 16, Bộ trưởng Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam sửa đổi Nghị định 139/2018 về hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó cho phép cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu ô tô được kiểm định xe cơ giới. Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin để người dân đăng ký đặt lịch hẹn từ xa, tránh xếp hàng gây mất thời gian. Những ngày qua, tình trạng ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm diễn ra nghiêm trọng, nhiều chủ xe phải đợi 2-3 ngày mới đến lượt đưa xe vào kiểm định. Các đăng kiểm viên đều phải làm việc tăng ca, thêm giờ các ngày trong tuần. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lượng xe dự kiến quá hạn kiểm định tháng 3 tại Hà Nội khoảng 78.600 xe, các trung tâm đăng kiểm chỉ đáp ứng được 14% nhu cầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe bị quá hạn dự kiến 29.900 xe, khả năng đáp ứng của đơn vị đăng kiểm chỉ 49% nhu cầu. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, gần 500 người của hơn 70 trung tâm đăng kiểm đã bị khởi tố sau hơn 4 tháng công an điều tra dồn dập. Hiện công an tại 30 tỉnh thành đã khởi tố khoảng 50 vụ án về sai phạm đăng kiểm xe cơ giới. Suốt 28 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên ngành đăng kiểm Việt Nam có số người bị khởi tố kỷ lục, khiến hệ thống chao đảo. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, dân số Việt Nam đã đạt 99,2 triệu người. Với tốc độ tăng dân số trung bình như đã được quan sát trong những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 năm 2023, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người. Tổng cục Thống kê cho biết, tất cả các quốc gia đều coi nguồn nhân lực là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Về lâu dài, theo ông Bùi Sĩ Lợi, từ nay đến năm 2038, Việt Nam phải tranh thủ sử dụng nguồn nhân lực. Đây là cơ hội để phát triển kinh tế đất nước, sau đó là quá trình già hóa dẫn đến dân số già rất nhanh. Người Việt Nam chưa giàu đã già, chưa già đã bệnh tật, lúc đó sẽ phải giải quyết bài toán về già hóa dân số, chăm lo an sinh xã hội. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007. Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Năm 2019, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 11,86% dân số. Theo dự báo, tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng lên 16,66% vào năm 2029 và lên 26,1% vào năm 2049. Nước ta là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, có nước hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Ví dụ Pháp 115 năm, Úc 73 năm, ở Việt Nam chỉ khoảng 26 năm. Thưa quý vị, hydrogen từ lâu đã được coi là một trong những vật liệu có tính ứng dụng cao trong y sinh như chữa lành vết thương, tái tạo sụn xương nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ lỏng sang rắn. Hydrogen có thể trở thành một lớp màng bảo vệ vết thương hở giúp cầm máu. Chính vì vậy, tiến sĩ Lê Thị Phương cùng các cộng sự đã nghiên cứu và cho ra đời một loại vật liệu hydrogen mới giúp quá trình điều trị vết loét tiểu đường, gãy xương, ung thư được hiệu quả hơn. Tiến sĩ Phương cho hay, tôi đã phát triển một loại hydrogen mới có khả năng kết dính cao tăng cường từ 5 đến 15 lần so với hydrogen phổ biến được sử dụng trong phẫu thuật.
Những vật liệu này có khả năng hỗ trợ cho điều trị vết thương và nó còn có thể là tính phân hủy sinh học sau khi mà vết thương được làm lành. Tận dụng nguồn thảo dược sẵn có tại Việt Nam như lô hội, cỏ lào, tiến sĩ Phương đã nghiên cứu bổ sung thêm các thành phần kháng khuẩn, kháng viêm và vật liệu hydrogen mới nhằm tạo ra sản phẩm y tế thương mại có thể mau chữa lành vết thương với giá thành hợp lý để nhiều bệnh nhân có thể tiếp cận. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phương đang xúc tiến thử nghiệm trên một số mô hình động vật khác nhau để tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên người. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng bán sữa và rượu, quần áo, thu giữ hơn 2.200 sản phẩm có dấu hiệu làm giả, không hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, tại một cửa hàng kinh doanh sữa hộp, rượu nổi tiếng trên đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM, Đội Quản lý Thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường TP.HCM đã phát hiện nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ mua bán. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận có mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường để bán ra cho những người có nhu cầu. Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cũng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Nhất, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12 và huyện Bình Chánh. Các mặt hàng được kiểm tra đa dạng, trong đó chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, rượu bia. Bước đầu, quản lý thị trường phát hiện hầu hết các cơ sở này đều kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ mua bán, kinh doanh hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Cục Quản lý Thị trường TP.HCM, trong đợt cao điểm lần này, các đơn vị trực thuộc sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý đột xuất, đồng loạt những cơ sở kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu thường xuyên bị làm giả, bao gồm kinh doanh thương mại, truyền thống và trên nền tảng số. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với các đơn vị tìm kiếm các thuyền viên tàu hàng Tuấn Tú 09 bị chìm khi hành trình đến vùng biển đảo Phú Quý. Theo đó, lúc 17 giờ ngày 11 tháng 3, thuyền trưởng tàu cá BV5644TS báo tin đến đồn biên phòng Phú Quý về việc tàu Tuấn Tú 09 đang trên đường hành trình từ Vũng Tàu đi Phú Quý thì bị chìm tại vị trí cách đảo khoảng 28 hải lý về hướng Tây. Trên tàu có 7 người, chở 800 tấn hàng vật liệu xây dựng và chứa khoảng 1,5 tấn dầu DO. Tàu cá BV5644TS đã cứu được 5 người, còn 2 người đang mất tích. Thời tiết khu vực trên có gió mùa đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao trung bình từ 2 đến 4 mét. Đến 18 giờ cùng ngày, tại khu vực tàu Tuấn Tú 09 bị nạn, có các tàu Hải Dương 36, SAR-413 và tàu Cảnh sát biển 6007 tham gia tìm kiếm. Lúc 19 giờ cùng ngày, tàu cao tốc Super Dong Phú Quý 2 cùng hai chiến sĩ của đồn biên phòng Phú Quý đã xuất hiện ra vị trí tàu Tuấn Tú 09 bị nạn phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm hai người còn bị mất tích trên biển. Trong khi đó, công tác tìm kiếm hai người trên chiếc xà lan LA-05923 bị chìm ở vùng biển đảo Phú Quý xảy ra hôm 8 tháng 3 vẫn chưa có kết quả. Sáng ngày 11 tháng 3, Phó Chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng các sở ngành liên quan đã đi thực tế các cống ngăn triều của dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng. Đoàn bắt đầu kiểm tra tiến độ công trình tại cống Bến Nghé, nối quận Nhất và quận 4 và kết thúc hành trình tại cống Cây Khô, huyện Nhà Bè. Được biết, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Giai đoạn 1 gồm 7 hạng mục với 6 cổng ngăn triều và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn. Công trình này được triển khai với các mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM. Dự án này khởi công năm 2016 và dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2021, nhưng không kịp vì dịch bệnh và nhiều vấn đề khác. Do không thể khai thác đúng thời hạn nên nhiều vấn đề đã phát sinh khi phụ lục hợp đồng bị hết hạn, từ đó công trình bị dừng lại do không được tái cấp vốn. Sau nhiều cuộc họp và đàm phán phụ lục hợp đồng PT, dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đã được ký vào đầu năm nay. Hiện tại, dự án đang đợi phía Ngân hàng Nhà nước và BIDV làm các thủ tục và giải ngân để tiếp tục thực hiện. Tiến độ tổng thể của dự án này hiện nay đạt 93%. Báo VN Express đưa tin, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, 52 tuổi, giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin Lam Hồng và cấp phó là ông Trần Văn Tuân, 45 tuổi, vừa bị công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt giam để điều tra về cáo buộc nâng giá trị thiết bị khi bán cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kết luận, từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, một số gói thầu có hiện tượng các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa cho nhau qua một đơn vị trung gian. Việc này nhằm đẩy giá thiết bị, hợp thức hóa giá trúng thầu, giá hợp đồng. Theo thanh tra tỉnh,
So sánh giá nhập khẩu và giá bán lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo, số tiền chênh lệch tại một số gói thầu lên đến hơn 60 tỷ đồng. Bên cạnh thổi giá, một số nhà thầu còn mua thiết bị không đảm bảo khiến thất thoát ngân sách. Qua thống kê đến nay, đã có 11 người bị khởi tố trong vụ án này. Ngoài ra, ngày 6 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Quang Cảnh, trưởng phòng giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở, khiển trách ông Phan Thanh Hải, phó trưởng phòng kế hoạch tài chính, nguyên là chuyên viên phòng này. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an mới đây phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và nhiều chi nhánh khác ở Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thủ tục cho vay cầm đồ của F88 nhanh gọn đáp ứng nhu cầu của người dân lao động khi cần tiền. Lãi suất cố định được F88 công bố hơn 13% một năm, nhưng chuỗi cho vay cầm đồ lớn nhất Việt Nam này còn áp dụng thêm nhiều chi phí phụ khác nhau, khiến tổng chi phí vay lên tới 56% một năm. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, F88 là công ty chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ. Trong thời gian qua, đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. F88 cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh, cầm cố bằng ô tô, xe máy, giấy đăng ký ô tô, đăng ký xe máy, điện thoại, laptop. Về bản chất, F88 cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho những khách hàng dưới chuẩn ngân hàng và các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức tài chính ngân hàng. F88 được thành lập từ năm 2013, lĩnh vực kinh doanh chính là cho vay tiền và cầm đồ. Hiện F88 là chuỗi cầm đồ và cho vay lớn nhất Việt Nam với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán trên toàn quốc. Thưa quý vị, giá vé xe máy 10.000 đồng một lượt, xe ô tô 50.000 đồng một lượt là thực trạng chặt chém hành khách khi gửi phương tiện trên trục đường Nguyễn Xiển Sa La ngay cạnh Bệnh viện Ca Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây. Người gửi phương tiện chỉ biết kêu trời với vấn nạn này, trong khi đó cơ quan quản lý, mà cụ thể ở đây là lực lượng thanh tra giao thông vận tải hay chính quyền địa phương cấp xã huyện thì lại có dấu hiệu buông lỏng. Nếu căn cứ theo quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì đối với những huyện ngoại thành như huyện Thanh Trì chỉ được phép thu 2.000 đồng một lượt vào ban ngày và 3.000 đồng một lượt vào ban đêm. Theo báo VTC, chưa nói tới những bãi trông giữ xe quanh khu vực Bệnh viện Ca Tân Triều có phép hay không. Nhưng rõ ràng với phương tiện chật kín bãi xe như thế này thì số tiền đang không biết chạy vào túi ai và chắc chắn không có bảo kê, tiếp tay thì khó có thể ngang nhiên thu tiền sai quy định giữa ban ngày như thế này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, nền nhiệt suy yếu nhanh, song cũng tăng nhiệt nhanh. Đến ngày 19 tháng 3 và cuối tháng 3, đầu tháng 4 sẽ còn có thêm 2 đợt không khí lạnh nữa. Miền Bắc nắng nóng chỉ kéo dài ít ngày trước khi đón không khí lạnh mạnh. Theo đó, tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, từ khoảng ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào và dông rải rác. Riêng Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa, trời chuyển rét. Khoảng từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3, khả năng có khối không khí lạnh tăng cường yếu xuống và lần này khả năng sẽ đem theo mưa ẩm. Trạng thái thời tiết nồm ẩm, mưa phùn có thể sẽ quay trở lại phía Đông Bắc Bộ vào hạ tuần tháng 3 theo như nhận định trước đó. Nhận định xa sau giai đoạn nồm thì vào khoảng tuần cuối của tháng 3 hoặc đầu tháng 4, khả năng còn có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh nữa, có thể là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân năm nay trước khi chuyển dần sang mùa nóng. Còn ở Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn tiếp diễn chuỗi ngày nắng khô. Đáng chú ý là nắng gắt kéo theo nền nhiệt cao trên 34 độ C ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Những nơi còn lại của Nam Bộ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Đáng chú ý là nắng gắt kéo theo nền nhiệt độ cao trên 34 độ C ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Những nơi còn lại của Nam Bộ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc xem xét tái phong tỏa do cúm A, dư luận phẫn nộ. Trào lưu học sinh Trung Quốc vượt tường lửa dùng ChatGPT làm bài tập. Tình báo Mỹ, Trung Quốc dẫn trước Nga về vũ khí siêu thanh. Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu vi mạch sang Trung Quốc. Bakhmut, Kiev vào thế gọng kìm, thủ lĩnh Wagner muốn tranh cử tổng thống Ukraine. Ukraine nghiên cứu đổi cách gọi tên nước Nga, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng. Iran bắt giữ trên 100 đối tượng liên quan tới vụ hàng loạt học sinh ngộ độc. Núi lửa Indonesia phun trào dữ dội, dòng dung nham dài hơn 1 cây số. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Bangkok, 200.000 người nhập viện. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, một lần nữa các quan chức chính quyền Trung Quốc lại đang cố gắng thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng không phải để ngăn chặn đại dịch COVID-19 mà là để ngăn chặn dịch cúm A.
Động thái này đang khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Vì trước đó thảm kịch và sự tàn phá do việc Bắc Kinh áp đặt chính sách Zero Covid vẫn được cảm nhận rõ ràng. Hiện chính quyền thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc cho biết họ có thể sẽ áp đặt lệnh phong tỏa khi virus cúm thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Các chức trách ở Tây An nhấn mạnh rằng các biện pháp khẩn cấp mà họ công bố là nhằm đối phó với các ca bệnh cúm đang gia tăng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt của người dân địa phương. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc và chuyên gia bày tỏ, cúm thông thường chỉ do một loại virus thông thường gây ra và không cần phải phong tỏa. Giáo sư Đường Nhậm Ngũ tại Trường Chính phủ thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh cũng cảnh báo rằng những luận điệu và hành vi cực đoan của chính quyền địa phương Trung Quốc có thể phản tác dụng, khiến dư luận hoang mang và gây tổn thương cho người dân. Theo trang Abu Luwang, thời gian gần đây học sinh Trung Quốc đang có xu hướng chuyển sang sử dụng robot trí tuệ nhân tạo ChatGPT để giảm thời gian làm bài tập về nhà. Được biết, để sử dụng ChatGPT, họ cần phải vượt tường lửa, chủ yếu để viết báo cáo và sửa đổi ngôn ngữ. Xu hướng này không chỉ làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về gian lận và đạo văn, mà còn tác động sâu hơn đến hoạt động kinh doanh việc dạy thêm ở Trung Quốc. Trước đó, hãng tin AFP đã báo cáo rằng ChatGPT có khả năng viết các bài báo, làm thơ và mã lập trình cấp độ A trong vài giây, và nó đã gây ra một cơn sốt toàn cầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nhưng nó cũng làm dấy lên những mối lo ngại giữa các giảng viên, những người lo lắng về khả năng gian lận và đạo văn. Hiện ở Trung Quốc, dịch vụ này không thể sử dụng được nếu không có công cụ VPN để vượt tường lửa, và đã có hơn chục sinh viên nước này nói với AFP rằng họ sử dụng nó để viết bài, giải các bài toán khoa học và toán học cũng như tạo mã máy tính. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ vừa cho biết Trung Quốc đang đi trước Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh và có thể đã triển khai một loại vũ khí có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông Paul Festiller, trưởng bộ phận phân tích thông tin của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, nhận định Trung Quốc đang theo đuổi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị đầu đạn siêu vượt âm đã được thử nghiệm từ năm 2014. Ông cho biết vào tháng 7 năm 2021 rằng loại vũ khí này có thể đi vòng quanh thế giới. Ông nói, trong khi Trung Quốc và Nga đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh và có khả năng đã triển khai các hệ thống tác chiến, Trung Quốc đang dẫn trước Nga về cả cơ sở hạ tầng hỗ trợ và số lượng hệ thống. Được biết, sự chậm trễ của tên lửa siêu thanh khiến Mỹ tụt hậu xa hơn so với Nga, Trung Quốc. Nga hiện có 3 hệ thống dã chiến, bao gồm một hệ thống phóng từ biển có tốc độ Mach 8. Nga cũng đã bắn vũ khí siêu thanh vào một số mục tiêu trong cuộc chiến ở Ukraine. Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực thắt chặt hơn nữa các hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc. Theo dữ liệu hiện có, Mỹ đang có kế hoạch phối hợp hành động với Hà Lan và Nhật Bản về vấn đề này. Chính phủ Hà Lan tuần này cũng cho biết họ dự tính đưa ra các hạn chế mới đối với xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các biện pháp can thiệp và hạn chế trao đổi kinh tế, thương mại bình thường giữa các công ty Trung Quốc và Hà Lan. Được biết, cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã đưa ra một loạt hạn chế xuất khẩu đối với Trung Quốc, bao gồm lệnh cấm cung cấp một số chip bán dẫn được sản xuất ở bất kỳ đâu trên thế giới trên thiết bị của Mỹ. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã đưa vào danh sách đen 6 thực thể pháp lý của Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ Bắc Kinh, bao gồm cả việc tạo ra khinh khí cầu. Theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã đẩy Ukraine vào thế gọng kìm ở Bakhmut, song lực lượng này sẽ không thể tiến xa do địa lý cản trở. Cụ thể, đánh giá tình hình chiến sự mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay, nhóm Wagner đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực phía đông thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine. Hiện Wagner đang cố gắng áp sát và đẩy các lực lượng Ukraine vào thế gọng kìm. Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê này sẽ gặp nhiều thách thức nếu muốn tiến lên vì Ukraine đã phá hủy những cây cầu quan trọng bắc qua sông, trong khi hỏa lực bắn tỉa Ukraine từ các tòa nhà kiên cố xa hơn về phía Tây đã tạo ra giải đất chống mỏng ở trung tâm thành phố. Đáng chú ý, một phát ngôn viên quân đội Ukraine vừa cho biết, tại chiến trường Bakhmut có hơn 500 binh sĩ Nga đã tử trận hoặc bị thương 24 giờ trước đó, trong trận chiến ác liệt đang diễn ra ở thành phố phía đông Ukraine. Cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm Wagner, tuyên bố lực lượng của ông đang ở gần trung tâm Bakhmut. Trong video đăng tải trên Telegram, thủ lĩnh Wagner đứng trên sân thượng một tòa nhà được cho là ở Bakhmut và thông báo sẽ tranh cử tổng thống vào năm sau, nhưng không phải ở Nga như nhiều lời đồn đoán mà là ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky vừa giao nhiệm vụ cho ông Denis Timho, Thủ tướng Ukraine, nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng đổi cách gọi tên nước Nga trong tiếng Ukraine thành Moscow để cắt đứt mọi liên hệ lịch sử. Cụ thể, chỉ đạo trên được ông Zelensky đưa ra sau khi một đơn kiến nghị đổi tên nước Nga đã thu thập đủ chữ ký. Đơn kiến nghị điện tử này được đăng từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 và đến nay đã nhận được chữ ký của 25.000 cá nhân, tức đủ để được Tổng thống Ukraine Zelensky xem xét. Được biết, đơn kiến nghị trên cho rằng từ người Nga hay Russian nên được Ukraine gọi bằng Moscovian hay liên bang Nga nên được gọi bằng liên bang Moscovia. Trong tuyên bố mới đây, ông Zelensky cho biết ông đã nói với Thủ tướng Ukraine rằng đơn kiến nghị này phải được xử lý toàn diện. Được biết, đơn kiến nghị này đang gây nhiều sự chú ý trên truyền thông Nga và thế giới. Theo đài RT, cái tên Moscovia bắt nguồn từ công quốc Moscow, một trong những công quốc thuộc đại công quốc Kiev và Rus vào cuối thời Trung Cổ. Nhà nước Nga hiện đại hình thành xung quanh trung tâm quyền lực này trong khi vẫn giữ được nguồn gốc lịch sử và văn hóa bắt nguồn từ dân tộc Rus. Tuy nhiên, nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bác bỏ quan điểm cho rằng Nga và Ukraine có mối liên hệ lịch sử nào đó. Họ tuyên bố chỉ Ukraine mới có thể được coi là người thừa kế thực sự của Kiev và Rus. Phản ứng với động thái trên của Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố đây là bằng chứng cho thấy nỗ lực tạo ra một thế lực chống Nga ở Ukraine. Được biết, trong những năm gần đây, chính phủ Ukraine đã bắt tay vào việc đổi tên nhiều địa danh được cho là có liên quan tới Nga hoặc Liên Xô. Chiến dịch này được đẩy mạnh sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Hãng CNN đưa tin, Bộ Nội vụ Iran mới đây thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ trên 100 người tại 11 tỉnh với cáo buộc liên quan đến vụ hàng loạt học sinh Iran ngộ độc trong thời gian gần đây. Cụ thể, Bộ Nội vụ Iran nêu rõ, các vụ bắt giữ đã diễn ra tại Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Zilan, Tây Azerbaijan, Đông Azerbaijan, Kurdistan và Khorasan Rajavi. Theo thông báo, một số cá nhân bị bắt giữ đã sử dụng chất độc nhằm trốn học và cơ quan chức năng đã ra cảnh báo với những đối tượng này. Trong khi đó, một số đối tượng khác có động cơ thù địch khi tìm cách gây hoang mang trong dư luận và học sinh. Nhà chức trách đang điều tra xem các đối tượng này có liên quan đến nhóm khủng bố nào không. Được biết, kể từ tháng 11 năm ngoái, một loạt vụ ngộ độc không rõ nguyên nhân đã xảy ra tại hơn 30 trường học ở Iran. Các học sinh, đa số là nữ, bị ngộ độc cho biết đã gặp phải các triệu chứng như khó thở, buồn nôn và chóng mặt sau khi báo cáo có mùi khó chịu trong khuôn viên trường học. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã yêu cầu cơ quan thực thi luật pháp tìm ra thủ phạm, đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra mức phạt cao nhất với những kẻ chủ mưu. Hãng Reuters đưa tin, núi lửa Merapi của Indonesia vừa bất ngờ phun trào, làm xuất hiện những luồng khí nóng cao tới 7 km. Cư dân địa phương đã được cảnh báo nên ngừng mọi hoạt động bên trong khu vực nguy hiểm, bán kính 3 km đến 7 km tính từ miệng núi lửa. Những người sống ngoài khu vực này chưa phải sơ tán. Ông Julianto, một quan chức tại trạm giám sát địa phương cho biết, nếu khu vực ảnh hưởng của núi lửa tiếp tục tăng và rộng hơn bán kính 7 km, có khả năng người dân sẽ được khuyến cáo sơ tán. Được biết, núi lửa Merapi cao 2.963 m là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia. Merapi từng phun trào dữ dội lần cuối vào năm 2010, khiến hơn 350 người thiệt mạng. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia có nhiều núi lửa hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trang Euro News đưa tin, trong tuần qua, gần 200.000 người Thái Lan đã phải nhập viện vì ô nhiễm không khí và thủ đô Bangkok của nước này đang tiếp tục chìm trong màn sương mù có hại. Được biết, thời gian qua, Bangkok, thành phố 11 triệu dân và là một trong những điểm đến du lịch phổ biến của thế giới, đã bị bao phủ bởi một màn sương mù vàng xám. Đây là hỗn hợp trộn lẫn giữa khói xe, khí phát thải công nghiệp và khói từ hoạt động đốt trong nông nghiệp. Số liệu của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, kể từ đầu năm đến nay, hơn 1,3 triệu người Thái Lan đã ngã bệnh vì ô nhiễm không khí, với gần 200.000 người phải nhập viện trong tuần qua. Giới chức Thái Lan đã thúc giục trẻ em và thai phụ hãy ở nhà, đồng thời người nào ra ngoài nên đeo khẩu trang chống ô nhiễm chất lượng cao N95 để giới hạn nguy cơ hít phải bụi mịn. Bộ Y tế Thái Lan cho biết 50 quận của nước này đã ghi nhận hàm lượng hạt PM2.5 ở mức độ không an toàn, với PM2.5 là những hạt bụi mịn, kích thước cực nhỏ và có thể tiến vào đường máu của cơ thể. Đáng chú ý, trên Facebook, bác sĩ thú y Kaset Sutecha, hiện công tác ở Đại học Kasetsa, vừa cho biết đang điều trị một con chim bị bất tỉnh trong lúc bay trên bầu trời Bangkok và rơi xuống khu vực gần công viên. Vị bác sĩ này nói, trong lúc bay xuyên màn sương khói bụi của thành phố, con chim bị khó thở dẫn đến bất tỉnh. Vừa rồi là những tin tức chính trong ngày, và ngay bây giờ như thường lệ mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ.
nội tâm tươi đẹp chính là phú quý của cuộc đời. Đúng vậy thưa quý vị, muốn trẻ lâu hay làm đẹp nội tâm, tâm cảnh thăng hoa nhờ luôn hướng nội mà tu sửa, tu bỏ những tâm, tham, sân, si, mạn nghi vốn là thứ quấy nhiễu sự an nhiên của chúng ta. Thiền định giúp con người ta tĩnh trị, ngừng suy nghĩ tiêu cực và tìm lỗi sai ở mình tốt hơn. Và những điều dưới đây có thể giúp cho chúng ta có nội tâm đẹp hơn mỗi ngày. Điều thứ nhất, những người có tướng mạo tươi đẹp đều rất biết cách sống, không những biết cách giải tỏa áp lực cho mình mà bản thân nội tâm không oán thán chính là phú quý. Bất kể thế sự đổi thay như thế nào đi nữa, họ vẫn tin tưởng nhất định có một ngày những điều xấu xa tệ hại cũng sẽ qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến ngay trước mắt. Điều thứ hai, bao dung là liều thuốc của tâm hồn, không so đo toan tính, không phải là ngốc nghếch mà nó là một loại hạnh phúc. Hôm nay tạm thời chịu thiệt, sau này phúc báo sẽ tìm đến. Kỳ thực, bao dung đã chính là một loại phúc báo tâm hồn rồi. Điều thứ ba, biết đủ thường vui. Náo nhiệt nhất thời là của người ta, hạnh phúc mãi mãi mới là bản thân. Không tật đố với cuộc sống của người khác, bình thản với những gì mình có. Cuộc sống này có bạn bè, người thân, có sức khỏe, có nụ cười, có nơi để đi, có nhà để về, có mối lương xuyên khiến ta trân quý, ấy đã là hạnh phúc rồi. Điều thứ tư, sống tươi đẹp không phải lúc nào cũng là người mạnh mẽ, cứng rắn, mà là có thể biết kiểm soát tâm trạng của bản thân, có thể thành tâm chân thành đối đãi với mỗi người, không tùy tiện nổi giận. Cuộc đời giống như răng và lưỡi vậy, cuối cùng răng rụng hết nhưng lưỡi vẫn còn, do đó cần có sự mềm mại nhu hòa, có phải sự tình không thuận lợi, có thể cho qua thì cho qua. Tâm trạng tốt là bảo chứng của đời người. Điều thứ năm, dù người kia có gây ra sức sát thương thể nào cho ta, ta vẫn phải đối xử thật tốt với bản thân, giữ cho mình phong thái vốn dĩ nên là. Lúc nên cười thì cứ cười, lúc nên náo nhiệt thì cứ náo nhiệt, đặt cho mình mục tiêu nho nhỏ, thi thoảng dành riêng thời gian cho chính mình. Con người sống trên đời này, hãy thong dong và dịu dàng lại, đừng lãng phí những niềm vui mà cuộc đời ban tặng. Vẫn cứ vui vẻ làm việc, phóng khoáng thoáng đạt, kiên cường lại quả cảm, như vậy cũng đã không phụ lòng với chính mình. Thưa quý vị, Phật gia cho rằng điều ý nghĩa nhất của đời người chính là quay trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người, và rằng chân, thiện, nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp. Có nhẫn mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác, có thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo. Và đó cũng là nguyên lý của môn tu luyện khí công của Phật gia mà hàng trăm triệu người đã được nâng cao phẩm chất đạo đức, trở thành những con người tốt hơn, khỏe mạnh hơn và đóng góp cho xã hội hiệu quả hơn. Các học viên cho biết những bài giảng giúp cho người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này và còn có một nơi vẫn diễn ra cuộc bức hại nghiêm trọng những người tu luyện, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu. Đường link hướng dẫn học pháp và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.